Chào các bác nhé. Thấy các bác cũng hỏi phụ kiện nhiều lắm thì hôm nay em nhập một số mã phụ kiện về cho các bác đây. Các bác nào hỏi thì alo. Về đây. Đây là em lọc nguồn. Lọc nguồn. Và kể cả loa có khi sắp tới này em khi em không báo giá nữa. Báo giá nhiều quá, giá rẻ các bác ấy cũng chém. Báo nhiều con thì không biết giá thì các bác cũng chém, nói chung là vừa bãi. Đây là chiếc la lọc nguồn này. Hàng của Mexico, made in Mexico. Con này nguồn vào bao nhiêu thì cho ra bấy nhiêu. Lọc nguồn này có tác dụng là lọc hết những tạp âm nguồn của nguồn để dùng cho âm thanh. Các bác nào chơi âm thanh thì đây là những bộ lọc nguồn cần thiết nhất cho quý vị nhé, rất cần cho quý vị, bởi vì nó sẽ lọc hết những tạp âm, ví dụ như là đường điện là sóng bị nhiễu do đường xe máy, ô tô hoặc điện thoại di động, cứ cuộc sóng điện thoại nó gọi thì nó nhiễu lên đường dây, hoặc là xe máy nó đi như kiểu ngày xưa mình xem cái tivi Samsung hay Viettronic ngày xưa mà đang xem bắt bằng anten đấy, cứ có xe máy nào đi qua nó nhiễu nhằng. Thì đây con này nó sẽ có cái tác dụng nó lọc hết cái tạp nhiễu, nó được nhiễu qua đường dây điện, đường cấp dây điện, đường điện cấp tin cho quý vị đang dùng âm thanh nhé. Hàng Mexico, được chưa? Đấy. Đường vào quý vị nhìn có đây, đây này, ở giữa này nó có sơ đồ vẽ này, đường line này, line là vào, đó là ra. Đấy. Quý vị nhìn. Thế là về nó lọc nguồn. Nguồn em bỏ riêng ra đây. Ngoài lọc nguồn ra thì đến dây. Đây. Dây bên kin thì cái gì đây này. Dây này đã có đầu bắp chuối hết rồi nhé. Đã có hai đầu bắp chuối. Dây này là dây cấp tín hiệu cho loa. Dây loa. Chưa. Đấy. Tín hiệu cho loa. Đây. Đấy, dây đây. Dây. Dây thì nhiều nhá. Bỏ hết dây rồi. Dây cấp tín hiệu loa là nhiều loại dây lắm. Để bỏ bớt ra đây. Đấy. Đúng rồi. Được chưa? Ở đây nữa này. Đấy là dây cấp tín hiệu loa. Còn đây là dây AV. Đây là dây AV nhá. Dây AV, đây là một cặp này. Đây là dây AV một cặp. Đấy. Dây AV, đấy là màu dây này, đây là dây là màu đỏ, không phải màu đỏ, gần như đỏ. Đây màu xanh. Chưa. Hơi mờ đúng không quý vị? Để em cắm cho nó sáng lên một chút nhé. Trời nó sắp mưa bão rồi, nó tối om lại. Khổng thế đấy. Trời sắp mưa bão nó tối. Đấy, chưa. Đây. Trời mưa bão tối thì ngồi kia nó lại. Đấy. Đây, cho nó sáng. Chưa quá. Đấy là dây AV, hai ba loại này. Dây AV đấy. Đấy đây như các bác nhà bác họ đấy AV đấy. Đây. Hết lại có. Còn tiếp đây nữa. Đây là dây dây quang. Chưa. Đây là dây quang cấp tín hiệu của quang. Quý vị bình thường hàng ngày mua đấy, nhưng đây là những dây bình thường, đây là những dây xịn này. Này, dây quang, dây cấp tín hiệu quang này người ta thường lấy tín hiệu từ các đầu đĩa CD có cổng quang ra, hoặc là TV internet bây giờ con nào có cổng quang ra. Đây. Đây là những cái đầu dây xịn. Chờ quý vị đợi em chút nhé. Em bóc hết một đầu cho xem. Đầu quang quý vị xem đây
Đấy, đây là dây quang, được chưa? Được chưa? Piston USA. Được chưa? Dây quang. Đấy. Đây là những dây quang này. Dây cấp tín hiệu từ TV xuống. Này, dây quang. À, còn đây là dây 1-2. À, dây 1-2 này. Đấy. Dây 1-2 này, đây, dập trên dây đây. Đấy, toàn dây của Mỹ đây. Toàn dây xịn nhé. Dây 1-2 là dây gì? Là dây quý vị có thể cắm điện thoại, máy tính, laptop qua nó. Có nghĩa là nó là có một đầu 3,5. Đây, đầu 3,5 đây. Và đầu này đầu bông sen. Chưa, đầu bông sen ra đấy. Chưa, bông sen ra đây. Còn đây, à, đây là dây, không phải là bông sen, đây là dây 1-1. Đây là dây 1-1, có nghĩa là hai đầu nó đều ra rắc 3,5. Hai đầu đều rắc 3,5. Chưa, cũng là dây xịn. À, báo cáo quý vị là đây là giới thiệu thì thôi, còn quý vị thích loại dây nào thì báo, gọi alo cho em, sẽ báo tiếp. Đấy. Bởi vì là cũng thấy nhiều bác hỏi dây quá, nhưng mà em thì em lại không chuyên các loại dây, nhưng mà nhiều người hỏi dây quá thì thôi, lấy nhập về cho các bác. Đây, dây này là dây 1-1 nhé. 1-1 là hai đầu nó như một, hai đầu là một, tất cả hàng xịn hết. 1-1. Hai, ngoài ra thì đây, đây là những bộ chia, chia 1 ra 2 ra 3. Có nghĩa là ví dụ như nhà các bác có, ví dụ như là một cái tivi chẳng hạn, nhưng các bác muốn chia cho nó hai đường tín hiệu ra, một đường tín hiệu để xuống một bộ karaoke và một bộ tín hiệu ra bộ nghe nhạc, thì các bác chỉ cần cắm một cái cổng này vào sau cái đường ra tivi, nó cắm một thì nó sẽ ra hai, thì các bác sẽ cắm được ra hai bộ dàn khác nhau. Ví dụ như thế cho nó nhanh. Đấy, cái đầu chia. Còn ngoài ra đây, đây là dây loa. À, dây loa. Em nó mềm nhũn luôn. Dây loa đây. Đấy, dây loa. Dây loa của em đây. Hãy nhìn dây loa đây. Được chưa? Tất cả dây loa Mỹ xịn này. Bác nào muốn mua dây loa thì alo cho em. Dây này là dây hai lõi nhé. Hai lõi. Chưa? Hai lõi đồng. À, cho chất bát rất là tốt. Rất là ấm, chắc là dây hai lõi đồng. Dây loa. Ngoài dây loa thì đây, các túi phụ kiện nữa thì còn rất nhiều. Đây. À, đây là dây 1-2, dây hoa sen. À, những cái dây này thì rất là nhiều, dùng nhiều, phổ thông cho các bác. Đây, 1-2 hoa sen, rất là nhiều. Để dùng cho các bác cắm từ điện thoại vào này, hoặc máy tính vào này, hoặc là đằng sau cổng tivi một cổng quang và có một cổng 3.5 này nữa, các bác cắm vào và chia xuống bộ các bộ dàn. Đấy, cũng thương hiệu này hết, nhìn chưa. Đấy, đây là những bộ dây, phải nói luôn là dùng những bộ này để nó có những bộ trọng chống nhiễu hết đây. Đó, nó có cục chống nhiễu luôn, chống nhiễu tất nhá. Đấy, nhìn đầu và đuôi nó đây, nó xe của nó đây. Những chiếc dây như này dùng rất là tốt, nó chống nhiễu rất là tốt. Đấy. À, ngoài ra thì có tiếp tục dây nữa đây. Đây, con này có cả thiết bị chống nhiễu hết rồi. Bới ít thôi, bới nhiều ra làm cái gì nhỉ. Con này cũng vậy. Này, tất cả nó đều có
chống nhiễu đây. Được chưa? Màu trắng nhé. Này. Logo dập luôn trên dây đây. Tất cả các dây đều có chống nhiễu hết. Và một số các nào lắp thì đấy, đầu bắp chuối, lim cài, cái thứ có hết đi. Nói chung là thử về để cho các bác, hay bác nào lấy nhiều thì em sẽ báo. Đây là một trong những phụ kiện dây cũng như thiết bị âm thanh không thể thiếu cho những bộ dàn nghe nhạc. Muốn nó hay, dây nó rất là quan trọng. Dây quan trọng, nhiều lúc mọi ngày cứ bán loa thôi nhưng mà không lo đến cái dây cho các bác. Nhiều bác hỏi lại về đi mua dây lung tung, nó mệt. Cái dây này cho dây ra loa rất là quan trọng, phải nói là cực kỳ quan trọng luôn. Nó quan trọng rõ mồn một luôn. Nếu như những sợi dây này các bác về cứ gắp những sợi dây bình bình nhau. Nó có hai loại nhé, dây bạc và dây đồng này nó khác hẳn nhau. Riêng dây đồng thì cho chất bát và dây bạc thì cho chất tép tốt. Có nghĩa là ví dụ những các bác nào mà ví dụ đang nghe ở nhà có những bộ loa nó đã nặng tiếng bát rồi thì các bác không mua dây này nữa mà mua dây chuyển sang loại dây bạc cho em nhé. Còn ví dụ như nhà bác nào mà chất bát chung nó đã sáng rồi, đủ bát tép ok. Mà đâu, chất tép với chất chung nó sáng rồi mà bác thích chất bát mềm, ấm, nặng nữa thì bác dùng dây đồng. Dây đồng này nhé. Dùng dây đồng này thì nó sẽ lên chất bát khá là tốt. Đấy. Còn đây, ngoài ra những chân, cái bộ này thì cũng đã ghim sẵn hết rồi. Đây. Một đầu bắp chuối và một đầu mỏ ngoắc cho hết rồi. Được chưa? Đấy. Được chưa? Đấy, có gì được chưa? Tất cả dập hết rồi. À, em quay clip này để cho quý vị thấy là một có một số phụ kiện về và những con lọc nguồn này thì không thể thiếu cho những khu các phòng hát âm thanh, bởi vì các bác sẽ đặt cái lọc ngày đầu tiên xong đưa vào cả cái phòng đấy để nghe nhạc. Đây là cái lọc nguồn, lọc tạp âm, lọc nhiễu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.